giống ngựa tuyết giành chiến thắng tại hội chợ đua ngựa ở Ấn Độ. Giống ngựa Jamuti hay còn được gọi là ngựa tuyết đã giành được chiến thắng tại một hội chợ đua ngựa thường niên ở thành phố Ramur, miền Bắc của Ấn Độ. Giống ngựa Jamuti được gọi là loại ngựa tuyết vì khả năng phi nước kiệu trên tuyết ngay cả khi trời tối. Cuộc đua ngựa nói trên đã được tổ chức theo sau của một đợt triển lãm kéo dài 3 ngày với sự tham gia của hơn 400 con ngựa khác nhau. Sự kiện này là một trong những điểm hấp dẫn lớn đối với người dân ở Ấn Độ. Năm nay thì chiến thắng của cuộc thi đã thuộc về một con ngựa Jamuti đến từ Lahaul Spiti. Tỉnh trưởng của Ramur là ông Nand La đã có mặt tại sự kiện này dưới danh nghĩa là một khách mời lãnh đạo. Theo ông La cho biết, thì Jamuti là một loại giống ngựa rất quan trọng, cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt. Theo truyền thuyết kể lại, thì những con ngựa Jamuti đã được đặt tên theo một ngôi làng nhỏ ở Tây Tạng, nơi mà người ta tìm thấy chúng từ nhiều thế kỷ trước. Trong ngôn ngữ của người dân địa phương, giống ngựa này được gọi là Khajang, nghĩa là nhanh hơn cả lửa. Hiện nay thì ngựa Jamuti đang bị đe dọa tuyệt chủng và là một giống ngựa vô cùng quý hiếm.